Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Lời đầu tiên thì cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống nha mọi người. Thì ngày hôm nay, Vượng Hạnh TV tiếp tục cập nhật tới quý ông bà, cô bác, anh chị một số cái thông tin cực kỳ là mới liên quan tới đàn gà con, trường sang cũng như là anh Mạnh Quỳnh nha mọi người. Thông tin đầu tiên thì Vượng Hạnh cũng muốn cập nhật tới quý vị và các bạn cái thông tin liên quan tới trường sang. Kính thưa quý vị, ngay sau khi thì cái live show kết thúc thì tất cả mọi người đã trở về cái công việc bình thường. Và ngày hôm nay thì Trường Sang cũng bất ngờ đã lên tiếng và đã đăng tải một số cái dòng trạng thái. Sau đây thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn một số cái trạng thái của em Trường Sang như mọi người. Sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Trả lại cho người ân tình xa xưa đó, trả lại lời yêu còn vương vấn trên môi, trả lại cho ai men đắm say tình ái, trả hết mộng mơ mộng một thời ta đắm mê. Lại một sáng tác rất là ngọt ngào, mang đầy tâm sự của thầy Mạnh Quỳnh Nguyễn qua phần trình bày của học trò với ca khúc Trả. Trường Sang rất mong sẽ được đón nhận tín hiệu yêu thương và ủng hộ ca khúc mới của Sang nhé. Cả nhà mình hãy cày view giúp Sang. Link bài hát Sang để ở phần bình luận nhé, tránh bị bóp tương tác ạ. Hè hè. Thưa quý vị, đây là một bài hát mới mà anh Mạnh Quỳnh đã sáng tác và người thể hiện không ai khác đó chính là Trường Sang thưa quý vị. Đến ngày hôm nay, tất cả đàn gà con và Trường Sang thì cũng đang mang lại được rất là nhiều những cái sự yêu thương, những cái sự quý trọng của quý vị khán giả trong và ngoài nước. Nhất là trong những cái live show vừa qua thưa quý vị, có rất là nhiều quý vị khán giả cũng đã tặng cho Trường Sang, tặng cho đàn gà con những cái món quà thật sự là rất là ý nghĩa, cũng như là tặng cho anh Mạnh Quỳnh. Như anh Mạnh Quỳnh đã nói, tuy rằng những món quà mộc mạc nhưng mang lại cái tình cảm rất sâu nặng, cũng mong muốn cho quý vị khán giả sẽ mạnh khỏe và luôn đồng hành theo dõi đàn gà con cũng như ủng hộ cho anh Mạnh Quỳnh cũng như quản lý Diễm Phạm quý vị. Ngày hôm nay thì sau những cái ngày live show thì đến hôm nay thì Trường Sang cũng đã lên tiếng và cũng đã đăng tải một số cái dòng trạng thái là như vậy. Thì thưa quý vị, đó là một trong những cái dấu hiệu rất là đáng mừng mà đàn gà con cũng như là Trường Sang mỗi ngày một phát triển trong tương lai. Quý vị hãy ủng hộ cho Trường Sang cũng như đàn gà con nha. Và tiếp theo thì Vượng Hạnh lại đăng tải cái thông tin thứ hai liên quan tới Tuyết Nhung nha mọi người. Bé Tuyết Nhung thì cũng có đăng tải một số cái dòng trạng thái lên cái trang cá nhân của mình. Thì thưa quý vị, sau đây thì Vượng Hạnh sẽ đọc cho mọi người một chút về tiếp tục là về cái dòng trạng thái của bé Tuyết Nhung nha mọi người. Thì bé Tuyết Nhung có đăng tải như sau, thì sau đây Vượng Hạnh sẽ đọc cho mọi người nghe. Gió đưa cành trúc la đà, mời cả nhà điền về sau nè ha ha, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ mát mẻ. Em sắp ra những ca khúc mới và lạ nên cả nhà chịu khó hóng cùng em nha. Link em để ở bên dưới dòng trạng thái đây mọi người, tức là em ấy để bên dưới bài viết. Cả nhà nghe nhạc cho em xin một lượt đăng ký nhé, cảm ơn tất cả mọi người. Và em ấy cũng đăng tải một cái ảnh rất là dễ thương thưa quý vị. Có rất là nhiều các quý vị khán giả rất là yêu thương và cũng đã vào bình luận bài viết của bé Tuyết Nhung. Và đây cũng là mang lại những cái động lực nhất định cho bé Tuấn Nhung mọi người. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ, canh gà thọ sương, mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chày yên
Thái mặt gương Tây Hồ nè, đó là một số quý vị khán giả bình luận rất là hay mọi người. Tuyết Nhung, Nhung con xinh đẹp và dễ thương lắm, chúc con thật nhiều sức khỏe nè, trên con đường nghệ thuật thành công nhiều hơn nữa con nhé, hãy cố gắng từng ngày nhé. Đó quý vị, đó là một số quý vị khán giả bình luận là như vậy. Đang chờ để được nghe những ca khúc mới của Tuyết Nhung, giọng hát ngọt ngào, chúc con thành công trên con đường nghệ thuật của mình nhé. Nhìn cháu rất phúc hậu, cháu phải cố gắng thừa hưởng những cái điều hay mà ba mẹ Mạnh Quỳnh, Phi Nhung để lại và dạy dỗ con nhé, hãy cố gắng lên. Đó một số cái bình luận là như vậy thưa quý vị. Gió đưa cành trúc la đà, ba về thấm thoát, ba rồi lại đi, ba đi con nhớ ba nhiều, thương ba nhớ mẹ ngậm ngùi tủi thân. Đó, rất là nhiều những bài thơ mà khán giả đã tặng cho đàn gà con của chúng ta thưa quý vị. Gió đưa cành trúc la đà, anh thấy em nhỏ bé là anh thương, luôn ủng hộ Tuyết Nhung ra những bài hát mới nhé. Rất là hay nhé quý vị, những cái bình luận rất là thân thương. Đây là một trong những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đăng tải thưa quý vị, và đó cũng là những cái lời bình luận của các quý vị khán giả. Sau đây một chút về bé Thiên Ngân nha mọi người. Bé Thiên Ngân cũng đăng tải như sau. Chết tôi rồi, đau bụng quá đi, nằm sáng giờ luôn, hu hu khó chịu quá. Và em ấy cũng đăng tải trên cái trang cá nhân của mình là như vậy. Thực ra là tất cả mọi người cũng đều hiểu là bé Tuyết Nhung, bé Thiên Ngân rồi trưởng sang cho đến tận bây giờ thì rất là nhiều người đã ủng hộ, cũng đã rất là quý. Cho nên chúng ta cũng ủng hộ cho các bé nha mọi người. Thì tiếp sau đây thì Vượng Hạnh đăng tải tiếp một cập nhật tiếp một cái thông tin cũng vẫn về Trường Sang nha mọi người. Nhẹ lòng rồi, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sự chịu đựng đã được giải thoát, cứ chân thành, cứ ngay thẳng, cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với cậu chàng trai trẻ. Đó là một số cái dòng trạng thái của Trường Sang đó mọi người. Thì rất là nhiều người cũng đã vào bình luận comment và cũng đã chúc cho Trường Sang thật là nhiều sức khỏe và luôn cống hiến cho khán giả hết mình, và đặc biệt hơn nữa là luôn sát sao bên Tuyết Nhung để cống hiến cho quý vị khán giả nhiều những tác phẩm mới. Và đó là những cái thông tin liên quan tới đàn gà con mọi người ạ. Và giờ đây thì tất cả mọi người cũng đã biết là quản lý Diễm Phạm dạo này thật sự rất là nhiều cái công việc bộn bề. Tuy rằng là những cái live show đã xong, nhưng quản lý Diễm Phạm còn rất là nhiều những cái công việc phải làm. Cho đến ngày hôm nay thì quản lý Diễm Phạm cũng lo cho các con hết mình, cũng mong cho các con có những cái thời gian nghỉ ngơi một chút và để tiếp tục chuẩn bị cho cái live show tới đây. Đó là cái live show Tuyết Nhung cũng đã đăng tải từ ngày hôm qua rồi thưa quý vị. Hẹn gặp cả nhà 30 tháng 4 tại phòng trà KV Nhen, cả nhà đặt vé liên hệ số điện thoại dưới hình ạ. Hứa hẹn đêm ấy sẽ có vài tiết mục đặc biệt, bảo đảm cười lộn ruột luôn ạ. KK, giá vé từ 600.000 đến 800.000 đã bao gồm nước chè. Đó, Tuyết Nhung cũng đăng tải là như vậy. Thì mọi người cũng hãy đăng ký để tới đây chúng ta sẽ được đến tại tức là phòng trà KV, thì để chúng ta liên hệ, chúng ta đến đó để xem, để ủng hộ cho Tuyết Nhung, Trường Sang, rồi là Thiên Ngân, Duy Juno và Trường Huy nha mọi người. Tất cả mọi người chúng ta hãy cùng nhau đặt vé nha mọi người, để chúng ta ủng hộ cho đàn gà con, để tiếp tục cho đàn gà con sẽ cống hiến cho tất cả chúng ta những cái hay, cái đẹp, mà những cái gì đó để cho chúng ta được ngắm nhìn đàn gà con nhé quý vị. Thì kính thưa mọi người, mới đây thì Đức Hiếu cũng đã đăng tải một số cái dòng trạng thái trong cái tháng 4 này, thì thật sự là nó cũng hơi buồn một chút vì là ngày sinh nhật của mẹ, tháng sinh nhật của mẹ Phi Nhung. Thì vừa qua Đức Hiếu, trong suốt thời gian vừa qua Đức Hiếu cũng vẫn luôn rất là trau chuốt, cũng như là rất là đảm đang chịu khó trong cái việc quản lý quán chay cho ba Diễm Phạm. Và Đức Hiếu cũng luôn luôn, thật sự là luôn luôn rất là chịu khó trong công việc, và được rất là nhiều thực khách đến và cũng như là ăn quán chay, cũng như là rất là hưởng ứng vì quán chay độ này đang thành công, cũng như là có rất nhiều món ăn ngon quý vị. Thì cũng mong muốn làm sao cho Đức Hiếu thật nhiều sức khỏe, và cũng mong muốn làm sao cho đàn gà con tất cả mọi người luôn luôn được mạnh khỏe,
để cho ba Diễm Phạm đỡ vất vả đi một chút thưa quý vị. Thì những cái tháng tư này tất cả mọi người thật sự là ai cũng hiểu là anh Mạnh Quỳnh vừa rồi cũng đã làm những cái live show trong tháng tư để mà thật sự là cái thứ nhất là vừa sinh nhật chị Phi Nhung, cái thứ hai là để cho mọi người nhớ chị Phi Nhung nhiều hơn, bởi vì không ai muốn cái tên Phi Nhung lu mờ đi mọi người ạ. Không ai muốn cái tên của chị Phi Nhung sẽ bị phai mờ, cho nên anh Mạnh Quỳnh cũng có chủ ý và đã làm như vậy, và cũng đã đem lại được rất là nhiều cái sự yêu thương, sự quý trọng của quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm và luôn luôn chia sẻ cũng như là đồng hành cùng với Mạnh Quỳnh và Đàn Gà Con. Và ý của anh Mạnh Quỳnh muốn rằng tất cả chúng ta hãy luôn tưởng nhớ và hãy luôn 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 nhớ đến cái tên của chị Phi Nhung để cho chị không bao giờ bị phai mờ theo thời gian. Và đó là những cái thông tin mà Vượng Hạnh cập nhật được ngày hôm nay. Xin cảm ơn tới quý vị và các bạn rất nhiều. Trong suốt thời gian vừa qua, quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Vượng Hạnh cũng như Đàn Gà Con. Xin chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc này, bình an trong cuộc sống. Và Vượng Hạnh cũng mong mọi người đăng ký kênh, like, chia sẻ, cũng như là đừng quên nhấn chuông và để lại những lượt bình luận để chúng ta ủng hộ cho Đàn Gà Con như mọi người. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.